Lễ hội vườn ánh sao đa sắc màu thường niên ở Hankapyeong, cách thủ đô Seoul 2 giờ chạy xe, đã mở cửa đón du khách từ đêm Giáng sinh. Bất chấp tiết trời giá lạnh, hàng nghìn người trên khắp xứ Kim Chi vẫn đổ về đây để được hòa mình vào thế giới lung linh như cổ tích của khu vườn nổi tiếng. Trời rất lạnh, nhưng chúng tôi vẫn muốn hòa mình vào dòng người trên phố. Không khí tấp nập tới mức tôi quên đi cả sự giá buốt. Năm nay, tổng cộng có 5 công viên mở cửa đón du khách và mỗi một công viên được trang trí theo một chủ đề khác nhau. Công viên đầu tiên là công viên quê hương. Nó được trang trí theo phong cách một ngôi vườn ở vùng ngoại ô bé nhỏ. Khu vườn này có diện tích nhỏ hơn những khu vườn khác, nhưng nó lại mang đến cho du khách cảm giác bình yên nhất. Công viên thứ hai thu hút du khách không kém, mang tên Đường tới Thiên Đàng. Khu vườn nổi bật với những con đường dài hun hút, ẩn hiện trong những ánh đèn rực rỡ và những bông hoa to bản. Đi hết những con đường này, du khách sẽ có cảm giác ngỡ ngàng khi đặt chân vào khu vườn ánh trăng. Nhưng điểm nhấn của lễ hội là khu vườn đắm chìm, khu vườn như mở ra một thế giới cổ tích huyền ảo, hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em. Chúng tôi đã đến đây cách đây 2 năm và ký ức của nó quá đẹp đẽ, tới mức năm nay chúng tôi lại muốn quay lại. Không khí quá tuyệt vời. Lễ hội vườn ánh sao đa sắc màu là một trong những hoạt động đặc trưng của vùng Gapyeong để đón chào Giáng sinh và năm mới, những dịp lễ quan trọng bậc nhất của người dân Hàn Quốc.